Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta vẫn chưa học tiếp tục kinh Trung Bộ, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu lại. Sáng hôm nay tại resort Phương Nam Lai Thiêu Bình Dương, hội thảo về chủ đề chữ tâm trong doanh nghiệp đã được diễn ra trong một không khí rất là đạo Phật. Gần 700 doanh nghiệp lớn nhỏ đã có mặt và lắng nghe sự chia sẻ về chữ tâm, về doanh nghiệp, về khủng hoảng tài chính toàn cầu, về kế hoạch phục hồi chúng, về những giải pháp xử lý cảm xúc làm thế nào để cho người trong cuộc với cái biến cố khủng hoảng như là một cơn lốc, như là một trận sóng thần, như là một cơn động đất, vẫn có thể giữ vững được cái niềm an vui hạnh phúc ở trong đời của mình. Trong số các diễn giả đạo Phật được mời về để thuyết trình đó, thì có Hòa Thượng Thích Chân Thiện chia sẻ về đạo đức kinh doanh và kinh doanh ở trong đạo Phật, Hòa Thượng Thích Quyền Diệu từ Ấn Độ về thuyết trình về đề tài làm thế nào để vận dụng Phật pháp trong kinh doanh, thầy Huệ Đăng chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một nhà doanh nghiệp, giám đốc của công ty trồng địa lan nổi tiếng xuất khẩu của Việt Nam. Tiến sĩ Thái Kim Lan chia sẻ từ góc độ của một người Phật tử đã từng trải qua một quãng đời doanh nghiệp và là một giáo sư của trường đại học. Và bản thân chúng tôi thì chia sẻ về vấn đề kế hoạch phục hồi khủng hoảng tài chính toàn cầu trên nền tảng của cái thông cáo chung của nhóm G20 vừa được công bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2009. Đến phần thuyết trình của Hòa Thượng Thích Quyền Diệu thì cái không khí trở nên sôi động vì nó như là một sự giao lưu với hình thức là đặt câu hỏi. Câu hỏi Hòa Thượng đặt ra là thế này: nếu cho quý vị trả lời trong vòng 5 chữ về một triết lý của Việt Nam đã làm cho các nhà doanh nghiệp có thể làm giàu và thành công, thì 5 chữ đó là gì? Rất nhiều người xung phong để trả lời. Có người nói đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cái này là Nho giáo chứ không phải của Việt Nam. Có người trả lời đó là 5T, đó là tâm, đó là tầm, đó là tiền, đó là tài và đó là trí. Thầy Huệ Diệu cũng lắc đầu. Có người trả lời là mấy chữ M, đó là mồ mả, tức là lo hiếu thảo cha mẹ. Thứ hai là miệt mài, tức là siêng năng chăm chỉ làm ngoài không dừng thì mới có thể làm giàu được. Thứ ba đó là mưu mẹo, tức là phải vượt qua những đối tác bằng cách là sử dụng những phương pháp thích hợp. Thứ tư á là may mắn. Thứ năm á là bánh bông. Nói chung là rất nhiều người đưa ra nhiều giải đáp lắm. Và thầy Huệ Diệu đều lắc đầu hết. Cho đó có một nhà doanh nghiệp nữ xin phát biểu. Cô nói là theo cô đó thì có 5 chữ, như thế vẫn chưa đủ. Thầy Huệ Diệu nói yêu cầu có 5 chữ mà nói là như thế vẫn chưa đủ thì tham quá. Tất cả hội trường phá cười lên. Thì chiều hôm nay chúng tôi thấy các ý tưởng của những câu trả lời nó thú vị cho nên chia sẻ, và chúng tôi sẽ phân tích về cái chữ như thế vẫn chưa đủ từ cái nhìn riêng của chúng tôi, khai thác các dữ liệu Phật học để ứng dụng vào trong đời sống thực tế. Như thế nào thì vẫn chưa đủ, chưa đủ như thế nào thì vẫn như thế,
và giá trị của nó trong ứng dụng là cái gì. Khi được thầy Huyền Diệu hỏi ý cô muốn như thế vẫn chưa đủ là cái gì, thì cô giải thích ra thế này: thất bại trong khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế vẫn chưa đủ, tức là thêm cái mệnh đề phía trước vào. Cô nói tiếp: thành công trong làm ăn, trong thương trường như thế vẫn chưa đủ. Thầy Huyền Diệu nói: thôi cô ngừng đi, yêu cầu nói có 5 chữ mà cô nói đến mấy chục chữ. Dĩ nhiên là ai cũng hiểu được cái dụng ý của nhà doanh nghiệp này là cái thất bại đó nó là những viên sỏi đá diễn ra ở trên một con lộ đó, mà bản chất và chức năng của nó đó là đóng vai trò lót đường để cho một con đường hoàn thiện được thực hiện. Nếu không ở trong hiện tại thì nó cũng sẽ có mặt ở trong tương lai. Sự khác nhau là tính thời gian của vấn đề, cho nên không có thất bại nào là vô nghĩa. Như vậy thất bại thế nào được gọi là hữu lý, có giá trị, ít nhất là mang tính tham khảo? Chúng ta phải thấy rất rõ là mọi thất bại và thành công đó nó như là một cái đường xin lên đỉnh cao nhất là thành công cực điểm, và đỉnh xuống nó bắt đầu phải đi xuống như là sự bão hòa, từ từ đến cái mức thấp nhất là cùng cực, rồi nó sẽ thay đổi cái bước ngoặt để tiếp tục đi lên. Nếu lấy đời người làm một khoảng thời gian 60 năm như trước đây trong thời chiến tranh, thì cái quãng đời lên và xuống như thế nó phải 5 lần 7 lượt 8 lần đền ở trong cuộc đời của mỗi người. Nếu ta lấy cái tuổi thọ như tiêu chuẩn của người Nhật là 70 tuổi trở lên, thì cái số lượng của thăng trầm ở trong từng quãng đời người nó cũng tỷ lệ thuận theo. Báo chí đưa tin, sách vở viết về, các câu chuyện tự kể thì người ta thường chỉ nói những cái đẹp, cái tốt, cái hay. Còn thất bại, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, bất hạnh, những biến cố diễn ra trong cuộc đời thì người ta lại không được đề cập đến, làm cho phần lớn những người đang nghiên cứu lại có cảm giác rằng là cuộc đời của ông tỷ phú A, của nhà doanh nghiệp B, của những lĩnh vực thành công CD nào đó trơn tru như là mặt nước hồ thu. Đó là một sự sai lầm. Còn trong khi đó có người đó, nếu mà than đó, còn hơn là quảng ninh, tức là kể lễ, kêu ca, than giảng quá xấu quá xa, đến độ đó người nghe phải nhức đầu, chóng mặt, về đó mất ăn bỏ ngủ. Còn người nói xong rồi thổi chế tâm mộng như là giải phóng được một ức chế tâm lý, thì đó là một cái thái cực, cũng chẳng dẫn ta đi đến đâu. Cho nên trong một thất bại, nếu nó phát xuất từ cái quyết định chủ quan, hành động chủ quan, quyết định sai lầm, hành động sai lầm, thì ta phải tự nhẩm ở trong đầu của mình như là một công án rằng như thế vẫn chưa đủ. Để cái bài học đó đó nó trở thành là một cái gì đó trả một cái giá rất là đắt. Và do vậy ta không được cho phép mình thất bại một cách tương tự trong tương lai. Còn nếu ta sử dụng cũng cùng một câu nói đó cho một đối tác khác, chẳng hạn người thân, người thương, thân bằng, quyến thuộc, người dưng, nước lã, hay là những người đối thủ đều làm với chúng ta, mà thốt ra một câu rằng như thế vẫn chưa đủ, thì nghĩa của đó như là một sự đanh nghiến, như là một sự tru ẻo, như là một sự ác ý, và như là một cái lời tru yểm để mong cho cái thất điên bát đảo của người trong cuộc như là một nạn nhân ngày càng nghiêm trọng và lâu dài hơn. Thì đó chính là một ác ý, và nó làm thiêu đốt công đức của chúng ta rất nhiều. Có rất nhiều người rơi vào những cái tình huống này mà không hiểu, không biết, không nhận ra cái tầm ảnh hưởng xấu của nó đó đời sống và hoàn cảnh của mình trong tương lai, và cứ ngồi than: đời ơi, đời tôi làm toàn là chuyện tốt không, tại sao nó có lại những người gặp như thế này? Bởi vì người ta bị thất đi bắt đảo, mình không giúp được gì hết, mà cứ nghĩ rằng là thôi đáng đời, như thế vẫn chưa đủ, chẳng hạn thế. Áp dụng trong tình huống thành công, nếu mọi người nhẩm được một câu như thế vẫn chưa đủ, có nghĩa là thành công này chỉ là một cái giai đoạn
Do đó ta không được quyền thỏa mãn tự hào. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một phẩm được, có một cái hình ảnh rất ấn tượng, hóa thành dụ. Nghĩa đen của nó là những cung điện, những thành quách được biến hóa theo một phép màu để cho người bộ hành cất bước trên một quãng đường dài không cảm giác thất vọng chán trường vì con đường quá khó khăn. Từ đó phục hồi lại sức khỏe sau một thời gian nghỉ ngơi thích hợp, tiếp tục đi những quãng đường và những chặng đường còn lại. Đức Phật nêu ra trong kinh 3 chặng đường. Chặng đường 1, 33% với một vị A-la-hán bằng các chức giác khác nhau, hoặc là thanh văn, hoặc là duyên giác, hoặc là độc giác. Rồi sau khi thành tựu quả vị A-la-hán rồi, ta phải tiến bước bằng cách là từ bỏ những thành quả mình đạt được, lên cái thành thứ hai là Bồ-Tát. Ta chiếm được 75% của tiến trình tâm linh và cũng không nên dừng lại với sự thỏa mãn. Hành giả tiếp tục hành trì các cái sự thực tập quan trọng hơn để trở thành bậc đại giác ngộ một cách toàn mãn, trọn vẹn 100%. Khi hỏi, chúng ta đã trả lời rất đơn giản là có rất nhiều người khi nghe nói đến một con đường gì đó dài lâu vô cùng tận sẽ không có cảm giác tự tin vào cái bản lĩnh và năng lực thăng tiến của mình, cho nên dễ dàng bỏ cuộc hoặc không có cảm thấy như một nhu cầu tiếp nhận giá trị thành tựu đó, dầu năng lực của mình là dư thừa. Cho nên trong thành công, trong chiến thắng, trong tất cả những cái gì mà ta đạt được, ta cứ tâm niệm rằng như thế vẫn chưa đủ. Không có nghĩa là tham hơn, không có nghĩa là đòi hỏi nhiều hơn, mà là không cho phép mình dừng lại ở chủ nghĩa thỏa mãn và tự hào. Bởi vì cái đó nó sẽ làm cho mình bị ngủ quên trên chiến thắng. Và do vậy rất dễ dàng bị tuột hậu so với những người nỗ lực một cách đồng điều, từ từ, vừa phải, nhưng không bao giờ để cho tiến trình gián đoạn, can thiệp vào. Một tình huống khác, khi phát ngôn câu như thế vẫn chưa đủ, người phát biểu có thể dụng ý rằng tất cả những cái mà được đó, nó chưa đủ sức để thỏa mãn họ. Cho nên họ muốn bày tỏ một thái độ là đòi hỏi nhiều hơn cái nhu cầu được chu cấp, cái những thứ mà họ cần hướng về, và bất cứ những gì có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến nó. Ví dụ như một đứa con ở trong một gia đình giàu có, cha mẹ rất là chiều, đứa con đó tạo ra thái độ chí phèo và gây áp lực với cha mẹ mình rằng nếu cha mẹ không mua cho con một chiếc điện thoại di động, một chiếc xe Honda Bensi để con không có thua với chúng bạn thì con sẽ không đi học nữa. Mặc dù không có cái câu nào phát biểu là như thế vẫn chưa đủ, thì ta vẫn hiểu cái áp lực đó như là một tính điều kiện, và tính điều kiện này được sử dụng như là một đánh đố. Trên thực tế, rất nhiều em học sinh không hề có nhu cầu để truyền thông, và cha mẹ cưng chiều con em mình sớm chừng nào thì làm cho con em mình bị hư đốn chừng đó. Nó sẽ nói chuyện và yêu sớm, 12, 13 tuổi cũng yêu, 14, 15 tuổi như là thành người lớn, 16, 17 tuổi như là một người có kinh nghiệm. Và do vậy là cuộc đời của chúng sẽ mất tương lai, đánh mất hết hạnh phúc. Cho nên những đòi hỏi theo tinh thần như thế vẫn chưa đủ đó, là cha mẹ ta phải mạnh dạn nhận diện ra cái nào là cần thiết và cái nào là chưa nên, để việc cung ứng và giúp đỡ nếu không mang lại kết quả tức thời thì nó không mang lại bất kỳ một hậu quả tiêu cực nào. Có nhiều người cha, nhiều người mẹ nuông chiều con em của mình đến độ đó, nó nói: má ơi, ba ơi, bây giờ internet là tiến bộ lắm, cho nên phải cho con một cái đường dây internet riêng tại nhà,
cho con một cái phòng riêng để con học không ai quấy rầy. Trên thực tế nó chỉ là một cái cớ thôi. Vào ở trong internet á, thì cái hay cái tốt là vô số, học hết chip này sang đề nọ vẫn chưa xong, nhưng cái rác, cái dơ, cái bậy, cái bạ chỉ cần học một vài tiếng là xóa sổ nó cả trọn đời vẫn chưa xong. Tác hại nhiều hơn là lợi ích. Và do đó ở tuổi nào thì ta nên đáp ứng như thế vẫn chưa đủ, và ở tuổi nào thì ta nên dừng lại chứ không nên đi quá đà. Cha mẹ cần phải gặp những nhà tư vấn và học đường để lắng nghe những lời góp ý và xử lý những cái tình huống, mong làm sao cho con của mình nó không bị hư sớm. Bởi vì ở tuổi đó nó cần phải có thời gian nhiều đầu tư cho việc học hành nghiêm túc, mà việc đi vào các trang web phần lớn nó sẽ làm chúng trở thành con nghiện, hoặc là của những trò chơi điện tử có thưởng, hoặc là đi vào những cái trang web dơ như là một thói quen, cuối cùng trở thành nô lệ và đánh mất tương lai của sự học vấn. Trong tình huống chồng đối với vợ nuôi chiều chăm sóc, mà người vợ đó lúc nào cũng đòi hỏi quá mức, chẳng hạn ví dụ lương mỏng hai người, người 1 triệu đồng, người kia còn lại là 3 triệu, mà cô vợ thì muốn là mua các đồ thời trang là 4-5 triệu, thì có nước là nghèo, đúng không ạ? Cứ nghĩ như thế vẫn chưa đủ. Mà có rất nhiều người có thói quen á, không phải là sử dụng các bộ quần áo đó, mà như là một thói quen là cần phải có nó thôi, mua giò rồi về để xài một lần là bỏ. Có nhiều người mua những cái bộ thời trang 50.000 đô, 100.000 đô, quý bà mệnh phụ phu nhân quý phái thì thường có thói quen như thế. Mà nhất là cái vai trò xã hội mình càng cao chừng nào đó, thì mình thấy là cái việc ăn mặc sang trọng như thế là vẫn chưa đủ. Như là không biết rằng là cái cách thức quyết định chọn lựa những bộ thời trang đắt tiền như thế gây đến một sự tổn phúc rất nhiều, mặc dù tiền bạc này là do chính chúng ta làm ra, hay là do những người thân thương nhất ở trong cuộc đời chúng ta tặng hiến, nó vẫn là một sự tổn phúc và tổn đức. Bởi vì bên cạnh chúng ta là có hàng trăm ngàn người, hàng triệu người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Có nhiều người đến một bàn nhậu tốn 3.000 đô, do đó nếu sử dụng 3.000 đô đó, tức là 50 mấy triệu, mà giúp cho cha mẹ ông bà của mình là không biết bao nhiêu hạnh phúc, thì các phương tiện đã được đáp ứng thỏa mãn. Nhưng làm như thế thì ta không làm, còn thỏa mãn với bạn nhậu của mình để chứng tỏ rằng là ta là một người sang trọng, ta là một người giàu có, ta là một người anh hùng, ta là một người bảo bọc, để thỏa mãn cái tôi, thì rõ ràng cái phước như thế nó sẽ bị tổn hao rất là nhiều. Do đó sự trách móc như là tính điều kiện để mong cho mình đạt được những cái nhiều hơn trong tình huống cái nhu cầu đó là không cần thiết. Thì ngoài cái việc tổn phước báo, nó còn dẫn đến nhiều hậu quả mà sau này cái nguồn cung ứng, người cung ứng đó không tiếp tục chu cấp nữa, thì những người đó sẽ quảnh mặt lập ra, quẩy bước ra đi, và đã kéo theo hàng loạt các cái tệ nạn xã hội khác nữa. Do đó ai vướng vào tâm lý như thế vẫn chưa đủ, như là một sự đòi hỏi thái quá, thì hãy thực tập tâm lý học Phật giáo qua pháp môn ít muốn và biết đủ. Tức là ta muốn ít là chút xíu, và ta biết rằng là cái nhu cầu mà mình đang có là đủ rồi, và không cần phải đòi hỏi thêm. Đức Phật nêu ra trong kinh Di Giáo đó, người biết đủ dầu nằm ở dưới lòng đất, mà nếu làm chủ được dòng cảm xúc, nhận thức, hành vi, thì cái nghèo đó vẫn làm cho người đó trở thành là người an lạc nhất ở trên cõi đời. Hài lòng với những điều như thế thì không có lý do gì ta phải đi chạy đua về thời trang, chạy đua về sự tiêu dùng, chạy đua về ăn chơi, chạy đua về tất cả những thứ mà nó không đáng. Biết dừng thì dừng được, còn không biết dừng thì ta sẽ có hàng loạt các lý do, hàng tá các điều kiện và vô số các lý luận để biện hộ cho chính mình, mà trên thực tế thì cái nhu cầu đó nó chẳng thật sự là một cái tất yếu và cần thiết.
Có một số tình huống câu phát biểu như thế vẫn chưa đủ phản ánh cái thái độ lo quá mức. Cái lo quá mức nó sẽ tạo ra những sự thặng dư, tức là tính dư thừa không phục vụ được cho mục đích gì, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Ví dụ, có rất nhiều chị em phụ nữ bị chứng bệnh lo xa. Ngày mai đó là chuẩn bị lên đường về thăm cha mẹ hay là người thân, thì suốt đêm đó là chuẩn bị đồ đạc và không ngủ được vì sợ ngủ quên. Trên thực tế thì 6 giờ mới là cái giờ cần để xuất phát, nhưng 3 giờ là người đó đã tự đánh thức chính mình rồi. Bây giờ sao? Tại vì mình lo quá xa, lo rằng là nếu trễ mất chừng 15 phút trở lên thì ta trễ chuyến xe, và do vậy việc thăm người thân nó sẽ không đến nơi đến chốn. Đó là một cách lo, lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài, lo dư thừa, và do đó không có một giá trị phục vụ cho bất cứ một cái gì hết. Hay vậy là sự dư thừa tạo ra một tiến trình tổn thất vô nghĩa, vô ích và vô giá trị phục vụ. Có nhiều việc đó nó chỉ đòi hỏi đến là 2 giờ đầu tư của chúng ta là xong. Nhưng người có chứng bệnh lo xa sẽ phải suy nghĩ lo lắng đến 2 ngày, có người là 20 ngày, có người lo trước đến 2 năm. Lo riết rồi là tóc bạc phơ hết, hay là nhìn vào gương mặt người ta không thấy có một cái niềm vui nào hết trơn rồi. Thế thì để ý những người nào có chân mài á, mà cái phía bên trong tiếp xúc với lại cái lỗ mũi đó mình nó cao lên, còn ở phía cái mí bên dưới nó thấp xuống, thì đó là cái người bệnh lo dữ lắm. Hoặc là cái người nào cái gương mặt lúc nào cũng nhấu nhéo nhăn, thì ta biết đó là cũng bà con họ hàng của cái chứng bệnh lo. Gặp với người đó là mình thấy là vui không nổi. Cho nên cái lo, cái chăm sóc, cái quan tâm của người đó cho người thân làm cho người thân cảm thấy rất là mỏi mệt, và lo riết rồi nó trở thành lẩm cẩm luôn, có một chuyện mà cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Ví dụ mai đứa con đi thi 6 giờ là phải rời khỏi nhà đến trường, lúc 6:30 để 7 giờ là thi. Người mẹ già lo lắng quá nói: con ơi ráng đi ngủ sớm nha, mà lúc đó mới có 6 giờ chiều. Mà lại vô ra vô chút xíu nữa, rồi con ăn cơm xong tập thể dục đi bách bộ rồi ngồi vô bàn ôn thi, lúc đó là khoảng 7:30. Rồi bà vô nói: con ơi ráng ngủ sớm đi, ngày mai còn đi thi nữa. Cứ nói như thế thì còn bị phân tâm đâu học nổi gì được. Cho nên ta phải phóng thích cái nỗi lo để cho nó không có tạo ra cái nỗi ám ảnh, và không kéo theo cái phản ứng phụ, đó là sợ hãi. Tại sao chúng ta lo? Ta nghĩ rằng là nó sẽ không thành công, ta nghĩ rằng là nó chưa đến mức, ta hoài nghi rằng là mình sẽ không thực hiện được, ta có thể suy luận rằng là các điều kiện xung quanh nó chưa có đủ, ta có thể đặt ra giả thuyết rằng là phải làm nhiều hơn thế nữa thì nó mới có kết quả ABC như mong đợi. Mà trên thực tế, nếu ta sống với nhân quả, ta sống với duyên khởi, ta sống với trí tuệ, thì rõ ràng chỉ nhìn vào là ta có một phán đoán rất là trực quan và cũng hết sức là chính xác rằng như thế là đã đủ, thì đủ rồi, không cần phải thêm. Một số người giàu có lo rằng là mình sẽ không có đủ chất bổ, cho nên dẫn đến bệnh tật. Mùa yến uống ngày đến cả 100 gram, mấy chục triệu, tưởng rằng là mình sẽ hấp thụ hết tất cả các chất bổ đó để có thể trường sinh bất tử hay là một cách thức nào đó đảm bảo được sức khỏe lâu dài. Nhưng thân thể chúng ta tiếp thu lượng calorie và chất bổ ở một mức độ giới hạn, quá cái lượng đó trong mỗi ngày thì nó sẽ được thải ra các đường vệ sinh. Cho nên chỉ cần có cái kiến thức về y khoa, trong tình huống này là ta sẽ bỏ được cái dư thừa trong cái chế độ tiêu thụ thực phẩm, là lúc nó trở thành là xa xỉ. Và các xa xí phẩm trong việc tiêu thụ dầu mà hồi nước bắt mình làm ra đều dẫn đến một tình trạng là bị tổn phúc. Cho nên dầu giàu có cái nào đi nữa, khi ăn uống ta hãy lựa chừng,
đừng để cho con mắt nó đánh lừa cái bụng. Ăn được bao nhiêu thì ta ăn, chứ đừng có múc quá nhiều. Thà múc ít, hết rồi muốn ăn nữa thì tới múc thêm, chứ múc dư nhiều ăn không hết là phải bỏ. Và cái đó nó tạo ra chúng ta bị tổn phước. Cho nên phải kiệm phước tu đức thì ta mới có được cái bền bỉ về tài sản. Có rất nhiều người cái thấy là tiền của mình làm không bị tổn thất đường này thì cũng bị rỉ chảy đường kia, không bị mất đường nọ thì nó cũng bị hoang phí vào đường khác, là bởi vì có những lúc tiêu thụ trong ăn uống, trong ăn mặc là do vì lo quá sức, cho nên cuối cùng dẫn đến sự tổn phúc này. Ai rơi vào những cái tâm lý như vừa nêu thì cố gắng thực tập để nhân quả lo. Thế thì nhân quả nó tự quyết định hết cái tiến trình, lúc nào nó sẽ trổ quả, trổ quả bao nhiêu phần trăm, ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực, hay để cho nhân quả tự lo. Cái bổn phận của nhà đầu tư, của người làm trong tình huống này là ta làm bằng phương pháp, ta làm bằng tấm lòng, ta làm bằng tâm, ta làm bằng tâm, ta làm bằng trí, ta làm bằng sự hỗ trợ phương tiện như là tiền, gia tài. Và kết quả còn lại là đừng nên quá bận tâm. Thì bận tâm về tính kết quả đó, nó sẽ làm chúng ta trở thành là một người lo dư thừa. Còn đầu tư như vừa nêu, ta không bận tâm về kết quả vẫn không được xem là người vô tư, người thiếu trách nhiệm, người thiếu nghĩa vụ. Ta đã làm hết mọi thứ, kết quả nó là cái tiến trình tự nhiên ở trong các duyên phối hợp với các nhân. Muốn cũng không được, tránh cũng không xong, như thế là như thế mà thôi. Và nhờ cái quan niệm như vậy, ta sống một cách rất là thông dong, nhẹ nhàng, thư thái, mà không có cái gì có vẻ câu thúc lắm. Tình huống kế tiếp, khi ta phát biểu như thế vẫn chưa đủ, như là một phản ứng về một cái chủ nghĩa mà thái độ cầu toàn. Người cầu toàn là người tự tạo rắc rối cho chính mình, trên nền tảng đó tạo rắc rối cho những đối tác và cộng sự. Người cầu toàn còn đẻ ra biết bao nhiêu là cái mối lo. Trong đầu của họ có thể đặt ra hàng tá, hàng loạt các tiêu chí. Chẳng hạn họ tự quy định, nếu là chồng hay là vợ tôi thì anh và em phải như thế này, A, B, C, D, D, E, F, v.v. Nếu là con tôi thì còn phải như thế này mà không được như thế nào. Nếu là người thân tôi thì phải ứng xử thế này, không được nói thế kia, không được giao tiếp thế nào, v.v. Thì hầu như là ta tự đặt ra cho mình những khuôn phép và quỹ đạo, buộc người khác phải đi trên cái khuôn phép và quỹ đạo do ta đặt ra, mà trên thực tế họ có quyền đi theo cách riêng của họ với cái tự do và dân chủ được luật pháp bảo hộ. Nhưng mà cái người cầu toàn là không muốn thế, cho nên sắp xếp an bài để mọi thứ nó được diễn ra theo cách này hay cách khác, đó là điều không nên. Trong chuyến hành hương tại Ấn Độ vừa qua đó, thì phái đoàn Việt Nam do chúng tôi dẫn đoàn đã có mấy ngày tiếp xúc với bà Kabu, tức là vợ của ông Kabu, người đã tổ chức chuyến hành hương. Một trong những người đi trong đoàn đó có cái giỡn thôi, để tạo một niềm vui phát cười cho cái đoàn xe đi nó hơi mệt mỏi, rằng là giống như cô ta ưa yêu ông Kabu thì muốn biết cái phản ứng của bà Kabu tới bà vợ như thế nào. Thì bà vợ trả lời thế này: Ấn Độ giáo của chúng tôi quy định là một vợ một chồng, cho nên chồng tôi sẽ không đi theo bất cứ một người phụ nữ nào khác. Rồi cái người đó lại tiếp tục đặt ra một giả thuyết, giả sử chồng bà đi mà bà không biết thì sao. Thì bà trả lời như thế này: miễn là toàn bộ tài sản mà chồng tôi làm được do con trai của tôi kế thừa, còn cái người mà ông ta chọn đó có muốn làm gì thì cũng không sao. Người đó lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi: giả sử ông không để cho con bà kế thừa mà để cho con rê của ổng kế thừa thì bà hiểu như thế nào? Thì bà nói như thế này: chúng tôi không có hôn nhân tình yêu, chúng tôi chỉ có hôn nhân sắp xếp. Bản chất của hôn nhân sắp xếp ấy, nó làm cho người ta có một thói quen là không mong đợi, không kỳ vọng, và do đó cái mức nuối tiếc
về những cái mà mình không đạt được hầu như là bị âm. Và người ta được huấn luyện một cái thái độ chấp nhận những thứ như là đã được an bài. Nó quen rồi, không phải chỉ vài chục năm ở trong kiếp người này, mà nó có thể là mấy nghìn năm về trước, theo cái tiến trình luân hồi, sanh ra, lớn, lập gia đình, già, bệnh, chết, rồi tái sanh, là tiếp tục một cái quy trình tương tự, trải qua rất là nhiều đời. Và cái đó nó trở thành như là một văn hóa, cho nên không ai xem nó là có vấn đề. Cho nên chúng tôi đã được huấn luyện như thế. Giả sử chồng tôi có tệ cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không có khổ đau, vì tôi đâu có hy vọng là ổng tốt hơn như thế đâu. Nó cũng là một cái cách để xóa bớt đi cái chủ nghĩa mà tạm gọi là chủ nghĩa cầu toàn, chủ nghĩa lý tưởng hóa. Đây là một trong những cái phương cách để chúng ta xả một nỗi đau, ta tự xử lý cái tình huống bất trắc nếu nó không may xuất hiện xảy ra với mình. Bây giờ ta than vãn rằng là trời ơi, tôi là cành vàng lá ngọc như thế này mà lại lâm một hoàn cảnh như thế, tôi sang trọng như thế kia mà tại sao là ông bà ứng xử tôi như thế nào. Tất cả những cái lời trách cứ, những cái cơ sở biện hộ hay là những cái điều lý luận buộc nó phải có một cái tầm giá trị ở mức độ cao hơn, thì làm cho nỗi đau lại càng dâng trào và tỷ lệ thuận bằng cách là trương nở theo cái mức độ cảm xúc mà chúng ta đang có. Nói như thế không nghĩa là buộc chúng ta phải chấp nhận cái số phận ăn bài. Ở đây tinh thần đạo Phật dạy là một mặt ta xóa bỏ chủ nghĩa ăn bài, nhưng mặt khác á, mỗi khi có một nỗi đau thì ta có cách để xử lý nó, chứ đừng có chấp nhận theo cách thức là ta không cần phải biết, không cần phải mong mỏi, không cần phải có một cái kỳ vọng nào hết. Kỳ vọng mong mỏi chân chính á, nó là một nguồn động lực để đẩy chúng ta đi về phía trước, và với điều đó mọi thành công sẽ có thể diễn ra. Ví dụ Đức Phật đã tuyên bố, nếu không chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề thì dầu có ngồi ở cõi Bồ Đề này có thịt nát xương tan thì Ngài vẫn tiếp tục ngồi thôi. Đó là một sự quyết tâm, vì Ngài thấy rất rõ như thế vẫn chưa đủ, cái kết quả đạt được nó chẳng là bao, quay trở về như là một sự thất vọng. Và cái đó nó sẽ đẩy mình tại phía trước, hỗ trợ mình, nung đúc mình, giúp cho ta có thể đạt được sự thành công như mong đợi. Là chí nguyện lớn, phát nguyện hay, hỗ trợ duyên tích cực, môi trường điều kiện thuận lợi, với một cái quyết tâm cao độ, có phương pháp, có lý trí, thì ta sẽ thành công ở mức độ cao nhất của nó. Trong kinh điển A Hàm có kể một câu chuyện, không phải cái sự cầu toàn nào nó cũng có những cái hậu quả tiêu cực như vừa nêu, mà đây nó lại có một giá trị tích cực. Nhờ cái sự cầu toàn đó mà nhân vật chính trong câu chuyện này đã được thành công. Chuyện kể rằng là có hai người bạn tiều phu. Mỗi buổi sáng thì họ đi đến một cái cánh rừng hoài nguyệt đốn củi như một cái nghề bán cung cấp nhiên liệu cho người, từ đó có được sự sống. Thì hai người mới thề thốt với nhau rằng nếu như mỗi ngày mới ta đi một cái cánh rừng mới mà phát hiện ra những cái loại gỗ quý hơn đó thì phải báo cho nhau để chia sẻ cái quyền lợi tập thể này. Họ đến với nhau như là một sự cam kết, họ có mặt với nhau như là một sự đồng hành, họ sống với nhau đó như là một điều kiện không thể phân ly, và mỗi ngày cứ tiếp tục đi như vậy. Một hôm nọ họ đi vào một cái cánh rừng mới thì họ đốn đầy củi rồi, thì một trong hai người mới gợi một cái ý tưởng như là một sự đề nghị rằng là hôm nay ta đi vào một cái khu sâu hơn nữa xem sao, nếu anh không đủ, anh không đến nỗi bị kiệt sức. Từ người đó đáp lời lại là chuyện này không thành vấn đề với tôi, cho nên tôi và anh cùng đi. Đi khoảng được đâu 500-700 mét thì họ phát hiện ra một cái loại cây cây trầm. Dĩ nhiên là giá trị của nó sẽ quý hơn là một cái cây bình thường. Thì cái người một người đề nghị là bây giờ ta hãy bỏ hết những cái loại gỗ mà mình đốn khi nãy đi, bắt đầu ta nỗ lực ngay từ ban đầu để lấy trầm về bán thì giá trị nó cao hơn nhiều lắm. Thì người kia mới trả lời
tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức mồ hôi mới gánh của đến được cái địa điểm này, mà giờ anh kêu tôi bỏ đi bỏ sao nổi. Cho nên á, anh cứ nhận lấy cái mà anh cho là gỗ quý, còn tôi vẫn tiếp tục đi với cái lập trường mà tôi đã có. Thuyết phục bạn mình không được, người còn lại là phải bỏ củi xuống. Không để mất nhiều thời gian, anh đốn đủ cái số củi với cái sức gánh của mình, và hai người cùng đi tiếp. Và anh gánh trầm hương này mới đề nghị là ta hãy đi vào một chỗ khác, vì trời chưa đến nỗi là quá chiều, ta vẫn đủ sức để đi thám hiểm thêm một cái khu vực mới. Thì vào bên trong họ gặp một cái loại đá quý, thì cũng chẳng giống là ná như cái loại đá xanh làm tượng Phật Thanh Đạo được triển lãm vừa qua tại chùa Pháp Quang, chùa Hoàng Pháp vậy. Thì anh này mới đề nghị là cái gỗ trầm hương nó không quý bằng đá này, cho nên mặc dầu nó nặng hơn, nhưng nếu ta mang về đó bán cho những người làm đồ nữ trang hay trang sức đó, thì có lẽ là ta sẽ có được cái số tiền bằng đến mấy năm làm nghề tỳ phu. Người bạn bảo thủ vẫn trả lời là cách đây mấy tiếng đồng hồ đó tôi còn chưa bỏ, bây giờ đi thêm một quãng đường biết bao nhiêu công sức mà làm sao tôi có thể bỏ được. Là anh muốn thì anh cứ làm, còn tôi tôn trọng ý anh, nhưng anh đừng can thiệp và buộc tôi phải làm theo ý của anh. Hai người tôn trọng ý của nhau, một bên đó là gánh đá, một bên gánh đuổi tiếp tục đi. Và đường đi ra là một con đường khác với một khu vực khác, cho nên họ đã tình cờ phát hiện ra nó có thêm một số loại vàng. Và anh này bắt đầu chở vàng về, còn anh kia vẫn chở gỗ. Câu chuyện kết thúc tại đây. Bản chất của sự cầu toàn nào mà nếu thiếu phương pháp luận đó, nó đều dẫn đến cái sự bảo thủ. Bản chất của sự bảo thủ đó, nó có thể diễn ra theo cái cách thế, cho rằng là cái mình đang có là đã hấp dẫn rồi, đủ sức rồi, có giá trị rồi, cho nên không cần phải thay đổi. Cái tính cách đó ta có thể hiểu hôm nay như là tánh tôi vậy, chịu thôi. Sống chung với những người như thế hết sức là khó khăn. Có nhiều người hiểu biết và cảm nhận được cái sự truyền thông ở mức độ tốt đó, người khác chỉ cần ra dấu hiệu là người này có thể cảm nhận được chứ không cần phải nói. Nhưng ấy thế mà có rất nhiều người phải nói 5 lần mới được, thậm chí 5-70 lần, nhưng mà không thấm tháp, không xây nhê đến đâu. Cho nên nó làm cho cái người có thiện chí góp ý xây dựng nó cảm thấy rằng là mình bị hụt hẳn, mất phương hướng, khổ đau, đơn độc, bế tắc. Và từ đó có thể có những cái phản ứng sân hận kéo theo sao, vì cái người kia bảo thủ cố chấp thế này cho nên tôi phải như thế nào. Như là một sự đối đầu lại, như một sự kháng cự, như là một sự cốc cằn, và có thể như là một sự chia tay. Thì tất cả những cái cách ứng xử như thế nó đều tạo ra sự lận đận lục đục lao đao giữa hai bên to tác. Bản chất của sự cầu toàn sẽ có giá trị nếu ta thấy được giá trị đích thực của từng giai đoạn đi qua. Ta thấy được giá trị đích thực của những sự thay thế trên con đường ta đã đi qua. Ta thấy được sự tích cực và giá trị cao hơn của những cái mà ta cùng hợp tác. Và nó không làm mất đi cái bản chất chân chính của mình. Nó không làm cho tâm của mình nó trở thành là được cá quên nôm, được trăng quên đèn, tức là nhân tình thế thái. Thì tất cả những cái được về sau cần phải được phát huy để nó có cái giá trị cao nhất của nó. Tính cầu toàn này sẽ làm cho chúng ta đạt được thành quả ở mức độ lớn nhất, ở mức độ có giá trị nhất. Và như vậy ta phải luôn luôn để cho tâm mình mới, để có thể tiếp nhận được những cái hay, cái phải, cái tốt, cái tích cực, cái những cái mà ta chưa từng biết. Còn lúc nào mình cũng nghĩ là mình biết hết rồi, đầy đủ hết rồi, có giá trị đủ rồi, thì kết quả là ta sẽ bị dậm như tại chỗ. Là một cái so sánh nhỏ giữa một người vác vàng và một người vác củi, thì ta thấy là cái giá trị về kinh tế của hai bên là trời và vực. Nhưng chỉ vì một cái tự ái nhỏ, một cái bảo thủ nhỏ, một cái trung thành không đáng trung thành về những cái
không có tính giá trị, mà con người đã phải ra nông nổi đến thế. Cho nên là người tu học Phật thì ta phải học cái tính cách là mạnh dạn thừa nhận cái hay cái phải, để khỏi phải rơi vào cái tình trạng là so đo ganh tị hơn thua, rồi từ đó ta vẫy tay chào với những cái tốt, cái có giá trị. Sự cầu toàn trong tình huống này là rất cần thiết. Có một triết gia phương Tây đã có lần nhận định một nửa ổ bánh mì đó có thể làm cho chúng ta no ở một mức độ tương đối, nhưng một nửa chân lý thì không xài vào đâu được đó. Ví dụ chúng ta nói là cái này nó gần đúng, có nghĩa là nó là sai. Gần đúng không sai được, đúng là đúng mà sai là sai. Gần tròn không phải là cái tròn, có những cái tình huống nó phải tròn mới xài được, chứ không thể là vuông, chứ không thể là hình thoi, chứ không thể là hình tam giác, không thể là hình trụ. Và bây giờ cái người tiếc nuối nó, trời ơi, xích một chút xíu nữa là nó tròn rồi, thì cái tiếc nuối đó phỏng có giá trị gì đâu. Cho nên nếu cái tình huống phải là tròn mà chưa tròn thì ta phải nỗ lực làm sao cho nó tròn thì ta mới dừng. Nếu nó buộc phải là vuông thì ta phải làm sao cho nó trở thành vuông, chứ không có vì lý do A, B, C để ta tự biện hộ cho mình thế này thế nào. Mà nhất là sống ở trong gia đình với nhau, với tư cách là vợ và chồng đó, thì cái sự cầu toàn trên mức độ hiểu biết lẫn nhau nó cũng cần có, để cho hai bên không thương tổn lẫn nhau. Có người thì không màng đến cái cảm xúc người khác, cái sống thoải mái thôi, người kia sao kệ họ, miễn là mình không có dụng ý xấu, miễn là mình không có gì sai là được. Nhưng mà nếu mình hiểu như thế, mình cứ làm mà tạo ra cái hiểu sai mà do chính cái động tác thiếu cẩn trọng của mình, thì ta buộc phải có trách nhiệm để quay trở về, chứ không thể nói rằng là tôi bất cần, tôi không có bận tâm đến cái đó. Còn lỡ mà anh hay chị ông bà mà có buồn đau thì đó là chuyện của ông bà, không phải là chuyện của tôi. Nói như thế là nói nghe. Mặc dù ở đây không phải là sự cầu toàn, nhưng ít ra ở một mức độ tương đối, ta cũng cần phải có một sự cộng tác để tạo ra một tiến trình cộng sinh có ý nghĩa, có giá trị cho cả hai. Một tình huống khác khi ta phát biểu là như thế vẫn chưa đủ, ta đang nhấn mạnh đến cái mức độ an toàn, với cái giải pháp an toàn, với cái khả thể an toàn tốt hơn. Ví dụ trong tuần lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc tại chùa Phổ Quang, thì quý vị nếu để ý sẽ thấy là chùa đã trang bị một cái tấm bạc che, nó phủ gần như là nửa sân của chùa Phổ Quang. Mà dù mấy ngày đó là không có mưa phải không ạ? Có mưa thì mưa cũng lấp phất thôi rồi nó trôi qua. Nhưng tại sao phải làm như thế? Là bởi vì để tạo sự an toàn. Cái mức độ chúng ta nói là Đức Phật mầu nhiệm, vì Phật này đó là được tìm ở một cái nơi bắc cực của Canada, đó là một sự mầu nhiệm rồi. Rồi chủ nhân của nó là từ chối bán với cái giá 2 triệu đô la để dành cho làm tượng Phật, cũng là một sự mầu nhiệm rồi. Rồi thỉnh tượng cái khối đá đó qua bên Thái Lan, điêu khắc trạm trổ mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền bạc, mà đem về Việt Nam vận chuyển tốn thêm tiền nữa mà vẫn không đòi hỏi một điều yêu cầu tài chính nào, cũng là một sự mầu nhiệm rồi. Có gì đâu để ta phải lo, để tượng Phật mầu nhiệm này sẽ được Đức Phật gia hộ, vân vân. Nói như thế là nói chủ quan, nói như thế là nói theo niềm tin, nói như thế là nói cương điệu. Còn cái quy luật tự nhiên của vũ trụ, cái mùa này mưa là nó phải mưa thôi, có muốn khác hơn nó còn không thể khác hơn được. Bây giờ ta phải chuẩn bị chu đáo bằng cách là phải dâng tấm bạc để tránh những cái tình trạng diễn ra ngoài ý muốn. Thì cái sự cầu toàn như thế là một yêu cầu hết sức là cần thiết, nó tạo ra một giải pháp an toàn. Nếu trong thời gian triển lãm đó mà không có mưa thì cũng không sao, mà có mưa thì có giải pháp khác phụ để thay thế vào. Như vậy bản chất của một sự an toàn đó, nó đòi hỏi đến tính giải pháp phụ, để chúng ta không bị rơi vào tính chủ quan. Các cầu thủ đều có cầu thủ dự bị, gôn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, trung vệ đều có người dự bị, để người này nếu không bị tai nạn hoặc là đấu không còn hiệu quả nữa thì phải thế người khác vào, để thay đổi chiến lược, thay đổi đội hình. Trong một công ty, trong một gia đình, trong một tổ chức, đừng tạo ra cái tính cách độc quyền.
phải có nhiều người cùng biết về một vấn đề, để người ai đó vì bệnh hoặc là đổi nghề chuyển nghiệp hay là không còn thấy thích ứng với cái lĩnh vực mình đang theo đuổi, thì ít ra có người khác thế vào liệt để không tạo ra một cái cú sốc hay là một cái sự gián đoạn. Và nếu ở trong công ty đó cái người giám đốc hay người lãnh đạo có quyết định tìm một cái giải pháp thay thế sẵn, thì những người đối tác đừng nên vì thế mà tự ái rằng là tôi không được tôi coi trọng, tôi bị khinh thường, tôi bị đánh giá thấp, cho nên là tôi không cần phải làm việc hết mình, cho nên tôi sống tần tàn, tôi sống chơi cho vui vậy thôi, khi nào kêu thì tôi làm, không kêu thì tôi không làm, tôi không có trách nhiệm. Nói như thế là ta chưa thể hiện trọn vẹn cái tâm ở trong làm việc, cái tâm trong mối quan hệ giao tế, cái tâm chân thật, cái tâm thành thật để trở thành một bậc chân nhân. Còn làm ở đâu ta làm hết mình, giả sử sau này nó không còn thích hợp nữa với những cái nghịch nào đó mà buộc bị phải ra đi, thì ta cứ quan hệ mà chấp nhận để khỏi phải tạo nỗi đau rắc rối cho mình, cho người. Có nhiều người bị rơi vào chủ nghĩa công thần đó, nên là nếu mà tôi không làm đó nữa, tôi ăn không được, tôi phải phá cho hôi, phải cho nát đó thì mới được, còn không nát đó là không xong. Như thế là ta chẳng có một giá trị công đức nào, chẳng qua là làm để khẳng định cái tôi của mình, khẳng định cái vị trí xã hội ở trong một công ty của mình, ở trong một tổ chức của mình mà thôi, chứ không phải là cho cộng đồng, cho giá trị phục vụ, cho những thành quả thành công nói chung. Cho nên sự cầu toàn trong cái khái niệm như thế vẫn chưa đủ đó, nó buộc chúng ta phải chấp nhận những cái dư thừa, nhưng mà dư thừa cần thiết. Ghế trong giảng đường này lúc nào cũng được sắp thành ba giải. Buổi sáng nếu quý vị đến là nó đầy nghẹt, ngồi luôn ở bên ngoài. Gần 2 năm đầu thì giảng đường nó cũng đông như thế không à. Dần già nghỉ nhiều tháng quá, số lượng người thì có giảm đi. Nhưng mà hội trường vẫn phải để ba giải đầy đủ. Chỗ nào trống thì cứ trống, để phòng hờ khi người ta đến đông hơn thì có chỗ mà ngồi không à. Đó là một sự phòng hờ an toàn, như thế vẫn chưa đủ. Vì đó chỉ có một câu thôi, chứ tôi nêu ra ít nhất là 6 tình huống để cho thấy là cái giá trị văn học, cái giá trị xã hội, cái giá trị giao tế của nó hoàn toàn khác biệt với cái mục đích và chủ đích sử dụng tình huống của cái người tiếp nhận đó. Thì do vậy chúng ta phải chấp nhận là mọi thứ phải có nhiều giải pháp, mà trong đạo Phật gọi ở mức độ cao nhất về con đường tâm linh chính là pháp môn. Giải pháp A nó đáp ứng cho tình huống A, giải pháp B đó nó tháo gỡ những rắc rối trong tình huống D, giải pháp C nó giải cứu trong những tình huống khác. Và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta nhiệt tình cho rằng là chỉ có giải pháp này là con đường duy nhất và độc tôn, còn đi các con đường còn lại đều là sai lầm. Một bài học thứ hai ta có thể đúc kết được là cái ngữ nghiệu ở trong mô tả truyền thông của ngôn ngữ đó, nó cũng đóng một vai trò cảm xúc, tạo ra cái phản ứng thuận hay nghịch, thích hay không thích của người trực tiếp tiếp nhận cái ngôn ngữ hay là nội dung truyền thông của chúng ta. Ở trong ngôn ngữ chữ viết, nếu quý vị để là như thế vẫn chưa đủ, đặt thêm cái dấu hỏi, nó là như một sự chất vấn, nó như là một sự hoài nghi, nó như là một sự biểu hiện không đồng tình. Nếu quý vị đặt đó là một dấu than, như thế vẫn chưa đủ, nó như một lời cảm thán, nó như một cái tình huống biểu tỏ và khẩn cầu để cho người kia cảm nhận được, để nới rộng, hỗ trợ, tạo thêm những điều kiện để cho cái việc mà hai người quan tâm nó đạt được ở mức độ cao hơn. Và nếu ta đặt như thế vẫn chưa đủ một dấu chấm than rồi sau đó một dấu chấm hỏi thì nó là nghĩa khác à. Đặt là vấn đề một cái tế nhị nhẹ nhàng, cái người cảm nhận cảm thấy đau. Ví dụ cái này nó chưa đủ thật sự mà người này cứ phải nói láo rằng nó đã đủ rồi, hoặc là cái người như thế là đã đủ rồi mà cứ phải giả vờ nói láo là chưa đủ để tiếp tục đòi hỏi thêm, thì cái câu viết như thế vẫn chưa đủ với dấu chấm than và chấm hỏi là một sự phản ánh rằng là anh không nên như thế, chị không nên như thế, vì cái này tôi biết rất rõ nó không phải như vậy đâu, đừng đòi hỏi thêm nữa. Còn trong ngữ điệu của ngôn ngữ thì nó có khác. Nếu ta nói là
như thế vẫn chưa đủ. Thì nó có vẻ là thể hiện một cái truyền thông vừa có sự thông cảm, vừa có sự hiểu biết, vừa có một cái gì đó nó hòa bình lắm. Như thế vẫn chưa đủ, nó khác liền à. Như là một sự nạt nộ, như là một sự thách đố, như là một cái gì đó buộc người kia phải giải quyết à, phải đáp ứng à, phải chiều à, mà không à, tôi bỏ đi á. Rắc rối của ngôn ngữ là thế. Cái chấp ngã nó được thể hiện qua ngôn ngữ, qua nghệ thuật tu từ, qua cái biểu cảm của ngôn ngữ. Và do đó nó đều làm thương tổn cái tôi và thương tổn các mối quan hệ thông qua cái tôi được xem như một hệ quy chiếu. Cái ngành triết học về ngôn ngữ của Phật giáo đó dạy chúng ta những cái cách phân tích để lột các cái lớp vỏ của cái tôi ra. Tại vì nó có thể ẩn náu dưới nhiều hình thức khác nhau, hết sức là vi tế. Mà khi người ta phân tích về ngôn ngữ một cách đến nơi đến chốn như vậy đó, hay một cách đại khái như thế đó, là ta cũng đã thấy rằng là cái tôi này đó nó khoác nhiều chiếc áo lắm. Cho nên đừng có chiều theo cái tôi, vì làm như thế là ta mất hạnh phúc. Cái tôi được cưng chiều gì chừng nào thì cái tôi đó bị hư đốn và phải nuối tiếc về sau này bởi những cái hậu quả xấu không lường trước được mà người ta đã phải nuôi dưỡng nó bằng những thói quen và sự chiều chuộng. Còn người tu học Phật thì không làm như thế, thì theo tình huống, dầu ứng xử tốt hay không tốt của người khác đối với mình cũng đừng để cho cái tôi can thiệp vào trong sự nhận xét đối phó, để chúng ta không tạo ra những cái đối đầu, cái kiểu là người ta tán mình bên má trái, ta tán lại bên má phải để coi ai đau hơn. Nếu đau hơn sợ không dám làm nữa. Cái như thế thì rất là dễ dàng mất lòng, mất tình, mất nghĩa, mất mối quan hệ xã hội nói chung. Ngoài ra nó còn có thể có hàng trăm tình huống khác cho một câu nói đơn giản là như thế vẫn chưa đủ. Nhưng hôm nay theo dự hội thảo có những câu hỏi trả lời hết sức là khôi hài, có hết sức là có ý nghĩa. Chúng tôi chia sẻ nó ở những góc độ khác để chúng ta cùng tham khảo thêm, và thông qua đó để phân tích được cái gốc rễ của tôi nó can thiệp và nó len lỏi như là những cái tên biệt kích rất là nguy hiểm mà ta cần phải nhận diện để chuyển hóa chung. Và làm được như thế đó thì trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, hay trong một cái gia đình giàu cái tài chính mình nó không được thuận lợi lắm, ta vẫn sống được hạnh phúc vì hiểu được mình, hiểu được người. Mà nói theo Nho gia, hiểu mình hiểu người trăm trận trăm thắng. Còn nói theo Phật giáo, hiểu mình hiểu người thì mọi quan hệ đều là hạnh phúc, và ta loại trừ được những khả năng của đau khổ và bế tắc nói chung. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.